Ta chào hảo. Chào các bạn. Hôm nay kênh tiếng Trung Chinese for Everybody sẽ gửi đến các bạn video về một số điều cần lưu ý trước khi thi HSK, HSKK online tại nhà. Điều đầu tiên cần chú ý là về máy tính. Các bạn cần lưu ý là máy tính bản Win 10 đã active, chuột máy tính và tai nghe có dây, camera phải rõ nét, màn hình độ phân giải từ 1366x768 trở lên. Ổ đĩa chứa phần mềm thi phải còn trống ít nhất 500MB, không hỗ trợ làm trên MacBook. Điều cần lưu ý thứ hai, điện thoại. Các bạn nên dùng tripod hoặc kẹp điện thoại để cố định điện thoại giám sát. Luôn phải cắm sạc máy tính và điện thoại, tránh trường hợp sập nguồn quá lâu sẽ bị hủy bài thi. Nếu được thì bạn nên chuẩn bị thêm một điện thoại khác để nhỡ điện thoại sập nguồn hoặc có vấn đề gì thì còn có cái để thay thế. Màn hình của thiết bị hỗ trợ coi thi luôn mở tại giao diện của Google Meet, cũng bắt buộc phải luôn mở mic và cam của Google Meet trong suốt quá trình thi. Vào cài đặt điện thoại, tắt khóa màn hình. Thứ ba là về không gian thi. Các bạn cần có phòng kín, tốt nhất là nên khóa hẳn cửa, tránh người khác đi vào phòng vì giám thị nhìn thấy sẽ hủy bài. Không để sách, vở, bút, trang sức xung quanh khu vực thi, nếu không thể di chuyển đi chỗ khác thì phải lấy tấm vải che kín. Thứ tư, về đường truyền mạng. Theo kinh nghiệm nhiều bạn làm bài thi thì đường truyền mạng trên 150MB trên dây thì mới vào được, nên các bạn hãy đăng ký sẵn 4G, tránh trường hợp wifi quá yếu hoặc bị mất mạng. Các điểm thi đều ghi chú rất rõ phần này. Thí sinh bỏ lỡ đề bài hoặc không hoàn thành bài thi do thiết bị hoặc đường truyền mạng của thí sinh thì sẽ không được thi bù. Thứ năm là về phần mềm thi. Các bạn tải phần mềm thi về, nhớ phải giải nén ra nhé. Tải bộ gõ SOCO, khi đi thi chọn mục Simplify US để đánh được cả câu dài. Nên cài sẵn UltraView để khi đi thi có vấn đề gì thì bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ bạn. Trước khi mở phần mềm thi, phải tắt tường lửa, tắt Bluetooth, tắt cả phần mềm diệt virus. Điều thứ 6, khi vào thi. Các bạn phải vào Google Meet trước 1 tiếng để check căn cước công dân, thẻ dự thi, chỗ ngồi và không gian xung quanh. Phải đăng nhập, check cam, mic, đường truyền, tải đề và nhấn đến khi nào các bạn thấy xuất hiện đồng hồ đếm ngược và chờ đợi. Làm bài thi lần lượt theo thứ tự nghe, đọc, viết. Hết thời gian từng phần thì hệ thống sẽ tự động thu bài. Khi đã sang phần đọc thì các bạn sẽ không được quay lại phần nghe để sửa đáp án và cũng không được xem trước phần viết. Lưu ý rằng các bạn không nên bấm nút thỉ treo nộp bài trước, mà nên đợi cho đến khi hết giờ thi thì hệ thống sẽ tự động đóng bài thi và nộp bài. Các nội dung khác cần chú ý. Vì số báo danh HSK và HSKK là khác nhau, nên sau khi thi xong HSK, thoát Google Meet ra, các bạn phải đổi tên theo số báo danh của HSKK. Lúc thi xong, có rất nhiều bạn không vào được YouTube, Google hay Facebook. Lúc này các bạn hãy vào Windows Defender Firewall để tắt tường lửa thì sẽ dùng được bình thường nha. Cần phải thi thử. Khi đi thi thử sẽ có các bước và hình thức giống y hệt như đi thi thật, nên các bạn đừng bỏ qua nha. Thực tế là có một số bạn không đi thi thử, đến hôm đi thi thật thì rất lúng túng và hay bị giám thị nhắc nhở. Mỗi lần các bạn ấy bị nhắc nhở là một lần làm ảnh hưởng đến người khác. Bởi vì mic của Google Meet không được tắt, nên các bạn đó bị nhắc nhở thì những người khác cũng sẽ nghe thấy. Đặc biệt là phần nghe, đang nghe mà giám thị nhắc một câu thôi là gần như bị miss luôn cả câu đó. Vì vậy hãy thi thử để không làm ảnh hưởng đến bài thi của chính mình và người khác các bạn nhé.
Trên đây là một số nội dung tổng hợp và lưu ý của mình về những điều cần chú ý trước khi đi thi HSK, HSKK online tại nhà. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình ở trên đây đã có ích cho các bạn. Chúc các bạn sẽ có một kỳ thi thuận lợi, suôn sẻ và đạt kết quả tốt nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. 再见!